Ôi, nhưng đúng ma rồi, mà là con ma sống hả nơi. Bà, chị Nhất, chị muốn tôi chết nha, thì chị cho ngay một liều bả chuột. Cớ làm sao chị lại trốn chui trốn lùi, nó nay nó hù mai nó dọa tôi hả? À, bà, mẹ cháu không trốn chui trốn lùi ạ. Nếu không vì nghe lời bố cháu, vì hạnh phúc của thằng Phan, thì chắc là mẹ cháu đã không bước chân về đây để chịu nhục như thế này đâu ạ. Ôi trời ơi, mẹ, con xin phép. Kìa mẹ, kìa mẹ, kìa. Ôi trời ơi, sao sao tôi không chết đi, chết đi để cho đôi uyên ương đoàn tụ. Kìa mẹ, ôi kìa mẹ con... nếu hôm nay nó không nhờ bố anh đi đón con cho nó thì bố anh đã trả. Ôi trời ơi, tôi đi xem bói thầy Phán, nó là khắc tinh của gia đình nhà mình. Tôi nói bao nhiêu lần rồi mà anh không chịu nghe. Bây giờ họa sát thân rồi, con ơi là con. Mẹ ơi, con xin lỗi. Nếu hôm nay chồng tôi có làm sao thì tôi thù thị truyền kiếp luôn. Trời ơi, trời ơi là trời. Ba, trong tìm nhà vệ sinh chưa? Bà để lại bức thư này. Đi tìm. Không đưa mẹ về có vẻ bà nội đã không bỏ đi không? Đến giờ này mà bố vẫn còn đổ lỗi cho mẹ con được. Nguồn cơn là cái lão Khôi ấy. Lão mà không gây rối có phải mọi chuyện tốt đẹp. Bà nội rất quý cái Linh. Mà sao thằng Phan đến giờ này vẫn chưa về nhỉ? Bố này, bố với thằng Phan tìm kỹ trong nhà chưa? Hình như còn. Đấy, bố bảo chỉ còn cái nhà vệ sinh này thôi. Để... mở cửa cho mẹ. Đấy, bà đây, đấy bà. Bà ơi, con ơi, mở cửa cho mẹ. Mở cửa cho mẹ con. Bà ở ngoài đây. Ôi, sao mở cửa chặt lắm. Mẹ ơi, mẹ mở cửa cho con. Sao bà lại trốn đấy? Không trốn à? Để con xin cho bà lùi ra nhá. Bà lùi ra nhá. Mẹ lùi ra, con nhảy vào đây đây. Ôi, bố. Trời ơi mẹ, con biết ngay mà, giờ tìm khắp nơi chỉ còn mỗi chỗ này. Mẹ giận dỗi gì mẹ bỏ đi là chúng con lo thắt cả ruột cả buổi chiều đi tìm với mẹ.